hai ngày quên được không? Quên luôn chứ. Quên luôn chứ. Bị cảm xúc cái gì? Người yêu đi chơi hiểu không? Người yêu đi chơi đằng sau nước mắt. Ây da, lò đâu ở đây này? Còn à? Cái gì? Có súng hoa cải thôi ạ. Em sẽ đéo sợ thằng nào hết. Cái này em không có giống như đấy đâu. Sao? Có nghĩa 45 cân ấy. Anh cứ ra khu 2 anh biết ạ. Ôi giời ơi, tôi bây giờ tôi đi đến những chỗ đấy đâu. Tôi chỉ mới biết Nam Định có Quất Lâm, thế tôi không biết Đồ Sơn là có cái gì. Sao ấy nhỉ? Thế Quảng Ninh rồi. Mặc dù là bây giờ là 11, 12 giờ đêm rồi, trời cũng đã rất rất tối, đèn thì cũng đã xuống điện rồi, nhưng mà mình vẫn phải đi ghép đôi thôi. Và đây là bạn nữ của chúng tôi đã đăng ký ghép đôi đây nè. Là gì đấy? Em xin bao nhiêu? Em 203. Bao lâu rồi em được cân? Em mới chia tay ạ. Mới chia tay bao lâu? Mới được chắc tầm 1-2 ngày đấy. Vãi đái thật. 1-2 ngày. Thế em quên người yêu cũ chưa? Một tuần. Quên người yêu cũ chưa? Em có rồi, em có rồi. Quên mà, quên rồi. 1-2 ngày quên được không? Quên luôn chứ. Quên luôn chứ. Bị cảm xúc cái gì? Người yêu đi chơi hiểu không? Người yêu đi chơi hiểu đằng sau nước mắt. Cay. Anh ạ. Quên nhờ. Đâu ở đây này? Anh ạ. Cày thế nhờ. Không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Thế bây giờ mình đi ghép đôi nhá, được không? Nào, bây giờ hãy nhìn vào camera, hãy gửi một lời đến người yêu cũ đi, để mình chuẩn bị tìm người yêu mới thôi em. Mày lừa bố mà. Anh nhìn đi, em ngon không? Hối hận đi anh. Bọn chết thiệt. Chú mày sống quay lại với yêu cũ. Ôi, đấy chưa gì đã có người đăng ký luôn rồi kìa. Có người đăng ký luôn rồi. Ok. Chào cậu. Rồi, bây giờ mình đi tặng đi một vòng mình bắt nhá. Ok luôn bạn ơi. Em thích ai em chỉ đi. Đằng sau kìa. Đằng sau là ai? Đằng sau là bạn nào? Nữ nhí. Nhiều kiểu gì? Ai thì vào đi. Em á? Em ơi, em vào luôn. Vào luôn, anh nói em vào luôn. À, bạn đang bế con chó hả? Đây bà ơi, đưa đôi con chó cho anh. Đấy, em đi vào đi. Đây, để bế hộ cho. Rồi, được rồi. Em nào? Đâu nữa nào? Em đi nào? Ai đâu? Đâu đây xem mặt. Đi vào đi. Vào đi. Bạn này có người yêu chưa? À. Dạ. Bạn có người yêu chưa? Em có sắp lấy vợ rồi. Sắp lấy vợ rồi, thôi. Rồi, đi tiếp nào em ơi. Em chưa có. Ôi. Sao? Thế mà này em chưa có, đã tìm nữ, à đã tìm nam. Mày định rời vào mắt anh. Em thì không? Vào rồi. Vào con. Vào con. Đi nào. Không. Này, tao có yêu chưa? Em có 10 yêu rồi. Mười. Mười yêu. Chưa có nhở? Ok, 10 bạn nào. Của các bạn đây. Ủa ra? Ok, đủ chưa em? Em thấy đủ chưa? Bà có người yêu chưa? Bạn nếu muốn mời bạn tham gia có được không? Mình ngại lắm. Không có phải ngại đâu rồi ôi. Thế bác bên cạnh có người yêu chưa? Nếu mà chưa thì mình mời bạn vào được không? Em không ngại. Hồi đó lỡ mồm. Bà có người yêu chưa? Mình có rồi ạ. À. Thế bạn bên cạnh thì sao? Em chưa. Chưa thì vào được không? Hay là bạn sợ? Mời em. Rồi. Rồi, da dai đẹp, cao, to. Là gì đấy? Thôi bốn thôi nhá. Ok bạn ơi, ok. Em tên Mai, em sinh 203 và em là sinh viên của trường kinh công ạ. Kinh doanh công nghệ, rồi. Bây giờ mình sẽ hỏi từng bạn một nhá. Mình giới thiệu tên, năm sinh, quê là được. Em tên là Công, em sinh năm 201. Chúng khét đấy rồi. Em đang ở trường Quốc Tuấn. Ok, rồi tiếp nào. Em tên là Tài, sinh năm 201 ở Vĩnh Phúc. Tài 201 Vĩnh Phúc. Em tên là Hậu, sinh năm 201 ạ. Em ở Thanh Hóa. Ok. Em tên là Hiếu, em sinh năm 99, quê Quảng Ninh. 99, Hiếu Quảng Ninh, ok rồi. Em có đang ấn tượng ai bây giờ? Có cần suy nghĩ không? Em có. Ok. Vậy thì trong lúc em suy nghĩ thì em cứ suy nghĩ nhá. Và theo format chương trình, nếu như mà em thích ai
Em hãy chạy đến sau khi mà các bạn ý quay lưng lại và sau 3 tiếng đến của anh. Và hãy ra dấu hiệu để anh biết bạn đấy là ai nhá. Ok luôn bạn ơi. Rồi, xin mời 4 bạn, đã xong quay ạ. Mọi người đón lại. Mọi người đón lại bạn nào? Ở giữa. Hai bạn đâu, bạn đeo túi á? Hai bạn đều đeo túi. 3 2 1 Xin mời câu trả lời của em. Nếu mà chọn A thì chạy đến nắm tay người đấy và dắt vào đây cho anh. Đeo đồng cổ à? Ok, và theo format lần đầu tiên gặp nhau, các bạn chưa biết gì về nhau, sẽ phải thả thính đối phương bằng hành động hoặc bằng lời nói. Đúng, đúng. Ai ra người chủ động trước. Rồi, ok, mời bạn Nam trước nhá. Ờ, nhưng mà em thả thính hơi kém. Thôi, mày đừng có phát. Kém là bị phạt rồi. Chưa nào được thôi. Chỉ cần thêm nói nhá. Rồi, ok. 5cm trên giây, tốc độ rơi của lá. 150 nhịp trên phút, nhịp đập trái tim. Là vì em. Thật không thể tin được. 5cm trên giây, tốc độ rơi của lá. 150 nhịp trên phút, nhịp đập trái tim. Là vì em. Mời đẹp. Ôi. Cái này hôm nay bảo không biết tạo hình ông lươn này. Lươn này. Lươn này. Tự dưng hết văn. Hết văn là phạt. Phạt không? Phạt luôn, rồi, xong. Tỷ lệ 1-0. À, hài quá nhở. Bị phạt rồi em ơi. Rồi, để trước khi phạt nhá, cho hai bạn giới thiệu đôi chút về bản thân một chút này. Giới thiệu về đối phương nhá. Mời bạn nào. Mình tên là Hiếu. Mình sinh năm 99. Mình hiện tại đang làm việc tại trên Hà Nội. Đang làm thiết kế ở trên Hà Nội. Thiết kế gì? Thiết kế nội thất ạ. Được của nó đấy. Em là Mai, em sinh 2003, em là sinh viên năm nhất của trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Em học ngành ngôn ngữ Nga. Ngôn ngữ Nga thì có định đi du học không? Em có. Ôi tôi chết, bao giờ? Mới có dự định thôi, em chưa biết là bao giờ. Nhớ đâu em lại làm phiên dịch ở đây thì sao, đúng không? Đúng, đúng. Mà em quê ở đâu nhở? Em quê ở Hải Phòng. Hải Phòng với Quảng Ninh là cũng gần gần nhau mà, đúng không? Đúng, đúng. Cũng gần mà, tức là hàng xóm láng giềng rồi. Mà ra Quảng Ninh giàu lắm em ơi. Hải Phòng thì lại không lòng vòng. Ông là ở chỗ nào? Quảng Ninh. Quảng Ninh. Ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Cẩm Phả, ôi dồi ôi, ngay gần biển thế thôi. Quảng Ninh chỉ không linh tinh thôi chứ không giàu. Lớn rồi, bốc phét biết thôi. Rồi, xạo. Văn này. Chứ phải tôi chỉ đánh cho mình nha. Bố mẹ làm gì? Bố mẹ em làm về than bình thường. Về than bình thường. Nó ở cái tập làm than. Than ở đấy chỉ ủa, làm than mà lại không giàu thế này, ông định lươn với tôi à? Lươn à? Không, em bảo là bố mẹ đều là công nhân than thì làm sao mà giàu được. Tin chuẩn chưa anh? Rồi công nhân than, nhưng mà công nhân than có nhân công nhân than rít, công nhân than rát. Mà Hải Phòng nó không lòng vòng. Em ở đoạn nào? Em ở An Dương ạ. Anh biết An Dương rồi, hôm nọ anh vừa đi ăn bánh canh cua ở đấy. Đấy ạ. Em ăn đấy bao giờ chưa? Em ăn nhiều luôn ạ. Điêu, An Dương làm gì có bánh canh cua? Ôi bạn ơi, quê vậy? Có. Anh thì anh không biết thôi. Thử tí mà cũng tỉnh phết nhờ. Sao mày khá? Hải Phòng có những cái gì em? Hải Phòng có bánh đao cua, bánh mì cay và... Đồ Sơn. Đồ Sơn có cái gì em? Có khách sạn xây dựng. Khách sạn xây dựng. Mời đẹp. Hay quá, khách sạn xây dựng có cái gì nhở? Chưa gần biển thôi ạ. Gần biển thôi. Gần biển thôi. Vâng, chỉ gần biển. Anh cứ ra anh sẽ biết mà. Anh ấy chưa ra bao giờ nhưng mà anh cần tìm hiểu để anh ra ấy. Anh sợ ra nhầm chỗ ấy. Ở đây có hải sản không em? Có rất nhiều luôn ạ. Có nhiều hải sản, hải sản bao nhiêu cân em? Ôi giời ơi. Em không ăn, em không ăn, không em không ăn hải sản ở đấy. Vâng. Thôi thế chịu rồi chứ, biết sao giờ. Ở đây có con ghẹ gì? Có ghẹ 45 cân ấy. Anh cứ ra, khu 2 anh biết ạ. Ôi giời ơi, tôi bây giờ tôi đi đến những chỗ đấy đâu. Tôi chỉ mới biết Nam Định có Quất Lâm, thế tôi không biết Đồ Sơn là có cái gì. Ôi bạn ơi. Sao ấy nhở? Thế Quảng Ninh có cái gì? Có chả mực. Chả mực. Dạ. Chả mực gì nữa? Có bánh mì đen của ở Hạ Long. Bánh mì than tre đúng không? Vâng, bánh mì than tre. Đúng, đúng. Có
Em chả biết còn gì đâu anh bé. Em hiểu kiểu gì. Bây giờ bạn có phải người Quảng Ninh không đây? Nhưng mà quê nó hay run. À quên lên run rồi, ok. Thế Hải Phòng còn gì nổi tiếng nữa không? Còn ạ. Cái gì? Có súng hoa cải thôi ạ. À, em là sẽ đéo sợ thằng nào hết. Nhưng mà em không có giống như đấy đâu. Ờ, đéo chịu được. Nhưng mà anh mà lờ ngờ anh không quay lại thì anh cứ cẩn thận em đoàn. Nó phát thôi. Đúng không em? Đúng, đúng. Nhìn em mà cũng có lực lắm. Anh chỉ hiểu ý em. Thôi, em rút nha. Em rút, anh cũng rút đây. Anh sợ lắm, anh ghép không thành, nói em bắn anh luôn. Thôi nào, thôi mình lại bắt đầu chơi thôi. Và mình test thể lực của bạn Nam nhá. Uầy, cơ to như này cơ mà. Có biết giật cơ không? Có đi tập gym không? Không, em qua qua thôi. Qua qua thôi, nhưng có biết giật cơ được không? Cũng... Thử ra xem nào. Ôi, 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 ôi. Được rồi nó đấy. Ôi, cần lại. Hai là... không giật được. Giật thế lại bảo không giật được, ông này sao? Bây giờ cho bạn nữ ngồi lên cổ đi vào vòng được không? Em bao nhiêu cân mà nặng? Em 48 cân. Yên tâm nhẹ, không sao, vẫn được. Tôi chống đẩy xong mà là nằm trên lưng được. Nằm đây. Nằm ngồi được. Nằm đây, ông chốt nằm chưa? Nằm. Nào trông đô con như này bây giờ có cho lên cổ được không? Sao lại không nhỉ? Cho ngồi lên đồ cổ được không? Thôi không, nguy hiểm lắm mà nhỡ. Nhỡ làm sao cả, em gãy cổ hả? Không có đâu. À không, em gãy cổ thì không sao chứ bạn nữa. Ôi giời ơi, thế nhưng mà quan trọng là có làm được hay không? Có hay không thôi. Có làm được. Có làm được, thì bây giờ chọn đi, cho thích thử thách gì nào em? Em thích test gì nào? Chống đẩy thôi ạ. Chống đẩy em ngồi lên nhá. Cũng được. Làm được 20 cái không? Ôi. Biết là 2 cái làm gì? Nhiều kiểu gì? Cái này... 10 gái được không? Ờ, chắc được. 10 gái nhá, 10 gái. Số thử đi mà. Cho chân lên nào. Cho chân lên, cho chân cao lên. Rồi, 2, tiếp. Cho chân lên bạn nữ. Em bắt chân lên quần đi, mà nhưng mà quần đen không sợ đâu. Rồi, tiếp. Tiếp. Rồi, 3. 4. Đi tập gym. Đen thôi, bỏ quên đi. Không sao đâu, đừng lên nào, mình lại phạt cái khác thôi, không gì đâu em. Thế là không làm được rồi nhá, không làm được hoàn thành rồi nhá. Không hoàn thành đúng không? Đúng, đúng. Là phạt cái khác này. Bây giờ phạt bạn nữ. Bạn nữ phải đáp trả cho bạn nam vừa chống đẩy của mình mà bạn ấy rất mệt. Bạn ấy cần năng lượng từ môi em. Ôi, sắc sắc mẹ luôn. Sẵn sàng chưa? Bạn nam chỉ cần nhắm mắt thôi, đứng thẳng lên. Nghiêng. Nghiêm chưa? Nghiêm là chắp tay đằng trước thế á? À, đây, chắp tay đằng sau. Trời ơi. Bắt đầu nào em, nhắm mắt vào. Ngửa mặt lên, cho con nhà người ta ấy. Ai nhờ, không ấy. Cho con nhà người ta chủ động. Rồi, à, chỗ nào nào? Thích chỗ nào vào chỗ đấy nào em ơi. Ok luôn bạn ơi. 2, 3. Ôi trời ơi, bảo sao? Nó ở cái tập sắt. Em ế bao lâu rồi mà người nhà em này đời cổ vũ nhiệt thế? Một tuần. Các bạn nam mà độc thân bao lâu rồi? 22 năm. Thế ông tỉnh mẹ cả ngộ. 22 năm độc thân rồi ông ơi, ông bất văn lại đây, ông tắt văn đi. Nháo tin. Ok, và bây giờ mình đã có một cái giai đoạn vừa rồi mình đặt câu hỏi cho đối phương rồi đúng không ạ? Đúng, đúng. Bây giờ mình chơi một cái game nhỏ nhỏ đi. Hai bạn dám làm gì nhau không? Ừ. Dám làm gì là làm gì? Mọi người nghĩ thử xem làm gì? Tao là ai? Đâu là đấy? Bạn nữ vừa chủ động đây. Ông xem nào đi, Quảng Ninh nhớ ông này không chủ động bằng Hải Phòng à? Không ai Quảng Ninh cổ vũ với bạn ấy à? Cho chàng vỗ tay đi. Không làm vòng. Ôi, em ôm. Cái gì? Em ôm thôi. Em ôm thôi nhớ, người ta hôn hẳn vào má. Em ôm thôi nhớ. Và vấn đề chưa nào? Nhưng mà chỉ có bạn nữ cho phép thì em. Bạn nữ có cho phép không em? Em có. Em có ừ, bạn ơi. Bá quá. Con này người ta lại đang chờ ông đấy. Đây ông định làm gì? Thôi ông làm gì ông hành động đi, ông đừng nói. Giữ nhá. Đấy, nó phải thế chứ. Ông ơi, đoạn Quảng Ninh nó ở gần biển là nó phải mặn lắm cơ mà. Giờ ông nhạt nhòa đấy. Ông đậu vất vào má là người ta rồi ông rút ra luôn đấy á. Ông làm lại đi, tôi chưa quay được. Được rồi, thì... Thế hôn thẳng vào cổ nhá.
Ờ, thích hôn vào cổ thôi á? Một chỗ thôi. Một chỗ à? Chết, hôn vào đấy xong nó lại có vết. Quá là điều bình thường luôn. Thôi cũng được, thôi đi. Ờ, hôn vào cổ hôn lâu rồi, cho anh giữ máy nhá, để anh 360 mất. Đừng có hít kia nhà người ta nhá. Tí nó ra lại có vết không em? Thôi xong rồi. Sao nó lại đỏ thế này? Chết rồi, phải có trách nhiệm không là ông nghĩ là em ý ở Hải Phòng là lấy gì súng hoa cải à? Đoàn cho bác thôi. Đất đi. Ok, và bây giờ chúng tôi sẽ có một cái giả sử đưa ra cho các bạn. Một trường hợp, nếu như ngày hôm nay thành đôi, bạn sẽ làm gì với cô ấy? Em sẽ nhắn tin ạ. Ảo thật đấy. Em sẽ mời bạn đi ăn. Mời bạn đi ăn. Ăn em. Không thế thì nhanh quá. Em ăn bạn đi. Như nào? Mời bạn đi ăn ăn uống bình thường thôi. Không có đâu. Hoặc là đi xem phim. Xem phim. Xong rồi vào giờ phim tối thì không định làm gì con nhà người ta. Ăn bỏ mũi uống coca. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Xạo rồi. Ông vào đấy ông ăn xôi chứ ông ăn gì, ông ăn bỏng. Thế nếu ví dụ như ngày hôm nay em và bạn ấy thành đôi em sẽ làm gì? Chắc là về sẽ tìm hiểu nhau trước. Đúng, anh biết đúng. Tìm hiểu và đoạn tìm hiểu như nào, nó cụ thể và có hành động đi chơi nhau. Chơi gì? Chơi nhau. Chơi với nhau. Ảo thật đấy. Để đi ăn uống này nó có đi lượn đâu đó, em thích đi lượn. Lượn à? Em thích lượn vào đâu? Lượn quanh Hồ Tây. À phụ rồi, nhún nhảy Hồ Tây. Thông minh lắm. Em mới, căn bản là em mới đến Hà Nội nên em thích đi lượn để khám phá. Em vào Hà Nội bao lâu rồi? Em về Hà Nội. Không, em ở Hà Nội thì, em ở đây thì đã không khoảng tầm 5 năm rồi. Bởi em học đại học xong rồi giờ em đi làm rồi. Vậy thì đã biết hết tất cả mọi thứ ở Hà Nội chưa? Cũng gọi là 2/3. Được của nó đấy. Em đi với bạn hay em đi gì lên đây? Em đi với bạn lên đây. Bạn đèo hay là đi, em đèo bạn? Bọn em đi taxi ạ. Còn bạn đi gì lên đây? Em đi với bố mẹ. What? Cái gì, bố mẹ á? Bố mẹ em đâu? Nhưng mà bố mẹ em thì đang ở nhà mà chỉ bố mình em lên đây thôi. Lươn rồi. À không, anh hỏi lên phố cơ mà. Vâng, chỉ mình em thôi. Là đi xe máy hay đi ô tô? Xe máy ạ. Là chồng yên rau không? Có ạ. Tí nữa có sẵn sàng đèo bạn nữ về không? Bạn nữ là đi taxi lên đây. Sao lại không nhỉ? Nếu bạn đồng ý thì... Ok không? Cũng được. Ôi dồi ôi, tí lại đi Hồ Tây nhá. Nhún nhảy Hồ Tây nhá. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quyết định. Sau 10 giây tiếng đếm của Vi Hoàng, và bây giờ các bạn đang là người lạ. Sau cái buổi ghét vui này, biết đâu chúng ta có cơ hội để tìm hiểu nhau sâu hơn một chút, mình trở thành một cái gì đó xa hơn, thì nó là việc của hai bạn nhá. Nếu như đồng ý cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau, hãy quay mặt lại. Nếu không đồng ý thì hãy đi thẳng Hải Phòng và Quảng Ninh, đồng ý không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ được. Đằng sau quay. 10 giây để suy nghĩ. Bắt đầu. Nhưng mà làm gì ạ? Giờ này còn làm gì mọi người kêu hỏi? Giờ này làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì mọi người hô đi xem nào? Dám không? Dám không? Dạ có. Dám không? Dám không? Dạ có. Có. Bảo luôn thì còn gì nữa. Hô lại đi mọi người. Hai ba. Bravo. Tuyệt vời. Ok, mọi người nắm tay nhau đi xem nào. Nắm tay nhau đi, rồi đưa nhau về đi. Sao cảm giác hôm nay thế nào? Lên đây đi chơi này, tự nhiên lại có người yêu mang về. Dạ, hơi run ạ. Em cũng run. Run thì thôi, đi về đi. Thôi, bế luôn về nhau đi, bế đi về. Bế ra khỏi đám đông đi em, bế luôn. Đi ra khỏi đám đông. Đấy, câu thấy không? Thế là lại thành đôi, Quảng Ninh với Hải Phòng là không lòng vòng.
vào thẳng vào tim luôn. Rồi các bạn đừng quên like, share, subscribe và Qubit cùng cả SBG The Time nhé. Đừng quên cho vào group ghép đôi đường phố đi bộ Hà Nội. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.